20 câu thiền ngữ thức tỉnh tâm hồn bạn. Các bạn cùng xem nhé. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đã tạo ra nghịch cảnh cho bạn. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát? Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận. Thời gian sẽ trôi qua, hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.